nếu bạn mang đèn chùm cao áp. Sau đó chạy máy tạo độ ẩm, nhiệt độ vừa phải mới có thể nở ra nhanh. Hãy xem quả trứng này có gì. Tôi là giấc mơ của 900 triệu cô gái. Bạn là bụng béo 900 triệu cân thì có. Hãy quả trứng bạn trai chất lượng cao này. Ấp đèn nở trứng ra. Vậy dùng xẻng xúc dọn dẹp trước đã. Sau đó dùng cuốc để cào thêm mặt đất. Bây giờ mình xây nền gạch. Sau đó xây nền bê tông. Tuyệt vời, hãy xây cho quả trứng ngôi nhà này. Đặt viên gạch này lên nhà gỗ. Đặt cỏ khô lên. Đặt trứng vào trong. Bây giờ lau sạch trứng đi. Rồi lắp đèn sưởi cho anh ấy. Sẽ tốt cho làn da của anh yêu. Cho quả trứng máy tạo độ ẩm. Độ ẩm thích hợp mới có thể nhanh chóng nở ra. Thấy không, trứng đã trơn bóng rồi. Lấy khăn của em nè. Không thể để anh yêu bị lạnh. Bây giờ được rồi phải không? Biến hình ngay bây giờ. Ojo-sama, cũng đã đến giờ đi ngủ rồi. Dạ đi, dạ đi. Tôi có một hạt giống đậu lu, muốn trồng cây thành một người bạn tốt. Đơn giản mà. Trước tiên, hãy cắt cỏ từ nơi tôi sinh ra. Cái xẻng bên này. Đào đất. Đổ thêm nước vào nữa. Tưới cho ẩm đất, chắc không có sóng gió. Cho hạt giống vào. Không biết là hoa hải đường hay hoa thiên lý đây. Hy vọng sẽ sớm trưởng thành. Cái bánh mì này cho chó. Ăn ba quả chả cục chu bin rồi. Chà khô thành cục phân bón tổng hợp này. Phân bón về bên anh này. Phát triển mạnh hơn. Nhưng có sâu kìa. Thuốc trừ sâu. Bọ xấu. Đến đi. Nhớ là đom đóm thì sao nhỉ. Phủ một màng. Đắp để bảo vệ. Ôi, phát triển nhanh quá. Đặt một cây gậy gỗ là để chống lưng. Lấy cái kéo này. Cắt tỉa thường xuyên mới có thể phát triển tốt hơn. Buộc lại bằng dây thừng. Để đó anh lo. Tạo hình cho người bạn tốt của tôi. Sắp được chưa? Tiến hóa chưa được. Lấy quần áo của thằng Bù nhìn kia đi. Tôi nóng lòng muốn gặp nó. Mặt trời này. Tầm nắng phát triển nhanh hơn. Cố lên đậu lu. Tuyệt vời. Jack ơi, tối nay chúng ta cùng chơi game nhé. Trước khi xem tiếp video, đừng quên like và theo dõi kênh Lim Game nhé các tình yêu ơi. Nếu anh dùng búa để làm một cây ghế kim loại cho dưa ra thành nhào rác cho cô ta, sau đó đi tấn công thêm mà. Nhỏ xâm bị xin ra đây. Ủa bạn thì to rồi, cho ăn một miếng không thành vấn đề. Đi ra đi. Hoàn sinh hiếp mèo rồi ấy nhỉ. Tổng dưa lào, hỏa ra cũng thầm phết. Thế mà chi tiệt. Hôm nay nhất định phải đấm ổn hắn. Hãy giúp chị dưa găng tiêu diệt thêm mà. Vậy thử luyện tập võ lâm bí tịch, hóa hình luôn. Dùng búa đập vỡ khe hở sàn, lấy chìa khóa vào và mở khóa tính năng vít. Thay gương mặt. Ồ, xin lại cái mặt, đánh sắp chua 1 triệu lần. Hãy để hắn nên chưa phết cho tự đẹp. Quần nước thanh khóa lăng thẳng. Mẹ ơi, quán đập lần đầu rực rỡ quá. Tôi đầu hàng. Trao mặt trời cho tiểu hoa. Trở thành một người thực vật. Đưa phân bón hữu cơ cho cây này. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cho anh trai dai này mặc dù hơi xấu xí thành người rồi. Nhảy dây cho chị Hoa. Tập thể dục giảm cân hiệu quả nhất. Còn thuốc thì sao? Cho anh dai này. Thể hiện sức khỏe tốt. Vậy bộ đồ này nên mặc cho anh dai. Giống tổng tài soái ca đó. Chiếc váy này nên đổi cho em gái. Hy vọng anh trai có thể thích. Nhìn xinh đó. Nhưng mà chân còn chưa biến đổi. Làm sao bỏ đây? Cái tủ này ra. Một đôi giày valet cho cô ta. Suýt nữa thì quên không đưa chân ra. Được rồi đó. Đi thôi. Ngươi ngươi là anh trai Sambi sao? Đẹp trai quá. Chị Hoa, chị cũng rất đẹp. Chúng ta đi thôi. Wow, đẹp quá.